Xin chào các bác nhá. Đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Bây giờ là buổi trưa các bác. Hoàng Hiền vừa đi dạy về. Hoàng Hiền vừa nhận được điện thoại của chị gái. Chị điện tới Hoàng Hiền. Để chị mượn điện thoại của ai ấy. Điện thoại của chị bị hỏng rồi. Mượn điện thoại điện cho Hoàng Hiền thì báo là hôm nay lúc gần trưa là chị đi cấy thuê, có người thuê đi cấy tiếp và tiếp tục đi cấy, và có nhờ Hoàng Hiền vào là xem là cháu Thành đi học về nó ăn uống như nào, xem lợn gà là sao. Giờ chắc là Thành đã tan học rồi. Hoàng Hiền bảo xem nó ăn chưa. Chưa ăn thì đưa xuống nhà Hoàng Hiền ăn cơm cùng với Hoàng Hiền. Xem lợn, chăn lợn chưa. Gà quá như nào. Mùa này mùa cấy là họ thuê mấy con chị gái cấy nhiều. Được 150 một buổi. Một ngày mà làm cả ngày cũng được 300. Hơn rất nhiều mất. Chào con. Chào các con. Ok. Thôi rất nhiều so với đi bắt ốc. Nên là hai mẹ con chị gái rất tích cực. Đây Thành ở nhà đây. Đi học về đâu chưa con? Mẹ đi cấy rồi đúng không? Ăn uống gì chưa? Chưa ăn gì đâu thì. Thế xong rồi xuống nhà chú ăn. Vào lấy nửa bát cám. Lấy một bát được. Nhanh, cám lợn nhé. Nhanh. Gà ăn chuối. Ngô này rất đẹp không anh? Cho nó ăn đi. Ui, đổ cái nước kia vào cái nồi, bé. Nhanh. Đổ hết đi. Chị gái nữa chị chăn rồi xong chị đi. Mang nồi lên chứ này. Bỏ que ra. Đây mang đây. Vứt ra ngoài này. Cho ăn đi. Cho rồi. Được rồi. Lợn lớn ác nhỉ. Mong mình rảnh nhá. Kéo ô quịch nhá. Gạt cái rơi vào con. Gạt vào trong này. Khóc này. Vào lấy sổ con gà ra nữa nhanh. Gạt cái này vào đi. Gạt hết vào một góc này. Nó đỡ bẩn. Đấy. Kia nữa. Được rồi. Vào lấy sổ con gà cho nó ăn nhanh. Lợn này ít nữa là nấu rồi các bác. Con này mông rình rảnh to lắm. Đấy. Đẹp không? Rất khỏe nhá. Hai con tranh nhau ăn. Đây đi bên này. Đây. Đi đây này. Nhanh. Nó chăn ăn này, chúng tôi ăn cơm có. Được, vào đi. Ui, con này. Này, cho con này vào.
Ui, béo ui các anh, béo lắm. Cho nó ăn đi. Nước còn không? Ờ, à, ok. Bỏ cái nước xa xa vào trong tát bờ kia đi. Gà to phết đấy, còn to này, quịch đấy. Đấy, được rồi. Có tải gì kia? Đấy. Thế để cái nước gì nhá. Ra nữa đi. Được rồi. Rồi, cách xa nhau ra. Rồi. Cho ít cáo nữa vào. Cho hai bên này nữa. Được rồi, ok. Thế rồi. Nó. Thôi ra đi. À. Được rồi. Lấy luôn cái nồi kia. Ra vặn đầy nước chú bê cho. Cho nó nước để nó tí nữa ở nhà nó ăn. Bạn đẩy nhau vào. Đấy, đi bên này, đi bên này luôn. Đấy. Đấy, cám bò nhà chị đây. Muối. Nhiều quá, lấy ít. À, ăn đây. Đấy. Không ăn à? Cúi đầu ra mà ăn. Dậy các bạn. Dậy nó đói, thỏ đầu lên nó ăn. Cho vào trong nó hít đổ ấy. Ăn được chưa? À. Lấy vặn thêm một ấy nữa đi. Một cái đổ đây cho nó đầy. Lợn con nào con lấy mông cái nhảnh. Nó là lớn ác các bạn. Đẹp đấy. Đôi lợn cực đẹp. Đây. À. Đấy, được rồi. À. Cho nó ở nhà nó uống, chiều nó uống thoải mái. Gà ăn tẹt bô rồi nha. À. Đấy. Đấy. Được rồi, thế được rồi. Đây, có đi bán này bạn này. Đấy, ăn đi nhá. Đây, đóng cửa đi. Nhìn xuống ăn cơm, nhanh. Đó. Khóa vào. Cầm khóa đi. Đi, cầm đấy. Đưa đây. Đưa cầm nhau rơi. Đi. Vườn xanh mướt à. Thế là bò cũng lo, gà cũng lo, mà lợn cũng lo các bác nhá, yên tâm. Không được ạ. Đưa cơm Thành à. Hai chú cháu ăn cơm các bác nhá.
hai thìa. Đấy, được rồi. Đấy, đây. Bỏng à? Ít một thôi, ít một thôi, không bỏng. Vừa rồi, vừa em đầy. Đó. Vừa đầy. Rồi. Rồi, mời tất cả các bác nha, ăn cơm cùng hai cô cháu nha. Con mới ăn cơm ạ. Rồi, mời gần vào. Rồi, cho mấy bát thịt đây. Đây, thịt nướng nha. Thịt nướng. Giò, trứng. Đấy, ăn món gì con gắp. Dạ này. Đói chưa? Sáng học mấy tiết? Sáng học 5 tiết. 5 tiết à? À. Giò đây. Ăn đây. Đấy. Chè này, ngoan ngoãn à, biết chưa? Dạ. Cái vừa chấm tương được. Tương ở nhà cũng làm ấy. Cực ngon. Sạch. Đằng này có cái mẹ không? Không. Ăn đi. Ngoan nhá. Ăn được mấy bát? Ba bát. Ba bát à? Rất nhiều cơm nhá. Vâng. Ăn thoải mái nhá. Có hai chú cháu, bố mẹ Hoàng Hiền ăn trước, Hoàng Hiền đi làm về muộn ăn sau. Đó, khoai lang nhé, khoai lang nhà chồng đó. Nhà chị gái là sau này là ít nữa là vừa có rau chăn lợn vừa có rau khoai lang để ăn đó. Thành có thích ăn rau này không? Không này vừa ngon, tốt cho sức khỏe, lại có tốt cho đường tiêu hóa. Ăn đi. Vâng. Mạnh em đang nói ăn đi. Này gắp thịt đi. Vâng. Thịt ăn. Hôm nay cô quan dạy và các đối tượng xâm hại trẻ con. Thế à? Vâng. Có nhớ bài không? Có thuộc bài không? Đây, trứng ấy. Trứng rán. Gà ta đấy. Đó này. Chén này. Trứng rán quê hương. Thành ở dạo này rất tiến bộ các bác, theo dõi video các bác thấy tiến bộ từng ngày. Mặt mũi là ngon nghẻ hết rồi, chân tay là lành nặng, nhanh nhẹn hơn, ngoan ngoãn hơn, không như ngày xưa nữa. Rất là mừng. Ăn đi, ăn thức ăn, ăn đi con. Ăn thức ăn đi. Thích ăn món này à? Vâng. Thì ăn đi, gặp mặt anh ấy. Chén đi. Chén thoải mái.
Thằng này nó cười rất duyên, cười tủm tỉm tủm tỉm. Ăn đồ ăn đi. Ăn hết chỗ trong bát này đi. Ngon miệng. Nhìn thằng này ăn rất ngon miệng, mịn thánh ngon. Ngoan. Thế nào? Đúng rồi, ừ. Ăn nhiều nhiều đi, ăn mạnh nha. À, lớn nhanh còn làm giúp mẹ. À, nhìn đẹp trai hận, sáng sủa. Rất ngon miệng nha. Cười tươi ngay. Hai chú cháu tiếp tục ăn cơm nữa các bác nhé. Rất ngoan. À, đưa chú gắp tiếp. À. Đây, thịt nướng. À. Chiên nhá. À. Đấy, tiếp đây. Ăn này. Đưa bát này lấy trứng nữa đây. À. Ấy, ăn nhiều đã đây. Làm miếng nữa. Ấy, chén này. Ngon miệng chưa? Cắn cả giòn mà chiên rồi, mềm rồi, đúng không? Đấy. Chiên rất ngon. Này là chị gái đi làm yên tâm rồi. Con ở nhà no bụng, bò bê là đã chăn, lợn gà cũng đã chăn, ngon nghẹ. Có tươi canh thì tươi canh nhé. Sao canh nhé con? Múc rồi. Rồi, thế đó. Tí hết thì lại. Chị ăn đi, thích ăn gì ăn. Bưởi ngọt, xoài chấm thì chấm. Thích kiểu quay lại tuổi thơ. Chấm một canh. Bưởi ngọt đi.
Hay nó no chưa? Con no ạ. Nó thật chưa? Nó thật rồi chú. Căng bụng chưa? Căng rồi chú ạ. Ừ. Căng mét rồi gì? Vâng. Ừ. Ngọt lắm này ạ. Vâng. Chấm chấm xoài này, ngọt lắm. Ngọt sắc luôn. Honey. Vâng. Hoàng Hiền cũng kết thúc video này đây nhé. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền nhé. Xin chào các bác. Ăn đây nhá. Vâng.